Sau đây xin mời quý vị đến với phần tử vi cùng với đài trình IBC TV trong chương trình tin tức tổng hợp ngày Chủ nhật. Mở đầu sẽ là cung Bảo Bình cho những quý vị sinh từ ngày 20 tháng 1 cho đến ngày 18 tháng 2. Bảo Bình đem đến nhiều điều may mắn và những năng lượng vui vẻ. Kiến thức của Bảo Bình được thu nạp từ những quyển sách và bài giảng. Ngày hôm nay, Bảo Bình nên chăm chỉ học tập nhiều hơn. Thay vì tự cho rằng quan điểm của mình đúng, còn những quan điểm người khác đều sai, thì nên học cách dung hòa mọi thứ. Tuy nhiên, Bảo Bình nên thận trọng khi người khác hỏi vay mượn tiền, kẻo mất cả chì lẫn chài. Mất tiền là một chuyện, nhưng thậm chí còn mất đi cả niềm tin và rất khó có thể bù đắp được. Tiếp theo sẽ là cung Song Ngư cho quý vị sinh từ ngày 19 tháng 2 đến ngày 20 tháng 3. Song Ngư luôn hướng tới những gì xa hơn, rộng hơn với khao khát và ngọn lửa nhiệt huyết. Nhưng coi chừng mơ mộng cao quá lại ngã lộn cổ vì một mẩu vỏ chuối nhỏ nhỏ trên mặt đất. Thay vì ngồi đó và nói thì hãy đứng lên chứng minh bản thân đi nhé. Nhưng được cái cung hoàng đạo này lại rất tỉnh táo trong chuyện tình cảm. Ai nói ngư phủ cũng được, nhưng phủ mà tốt cho bản thân thì cũng đáng. Trong sau này cần có kế hoạch dự tính cụ thể, đồng thời cắt giảm bớt những khoản không cần thiết để cân bằng tình hình tài chính. Có vẻ như ngư đang tiêu quá nhiều tiền hơn mức có thể chi trả rồi. Tiếp đến là những quý vị nằm trong cung Bạch Dương có ngày sinh từ 21 tháng 3 cho đến ngày 19 tháng 4. Bạch Dương can đảm làm những gì mình mong muốn, yêu người mình yêu và ăn món mình thích. Bạch Dương sẽ hành động tiên phong hoặc đi đầu trong một lĩnh vực nào đó. Nhưng dù làm công việc gì đi nữa thì chòm sao này vẫn luôn dẫn đầu. Bạn có thể tìm ra những cơ hội mới cho chính bản thân mình chứ không nhất thiết phải bó buộc bản thân ở cả cơ quan cả ngày. Hãy đối xử bình đẳng với tất cả mọi người xung quanh để tránh xảy ra tình trạng tị nạn nhau. Đối với những người còn cô đơn lẻ bóng, không cần phải sốt ruột vì bạn xứng đáng chờ đợi để tìm được những người hoàn hảo theo cách mà bạn mong muốn. Bạn nên rèn luyện tính kiên nhẫn và vị tha với những đối thủ đang lầm le cạnh tranh làm ăn với mình. Đây cũng là thời điểm đẹp đẽ để chúng ta bắt đầu những dự án mới. Tiếp theo sẽ là cung Kim Ngưu cho quý vị sinh từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 20 tháng 5. Kim Ngưu cần phải sống chậm lại, đầu tuần không nhất thiết phải hối hả, nhanh nhẹn, cứ chậm mà chắc là được. Có một số việc bị trì hoãn lại trước khi bạn đưa ra quyết định thực hiện theo các kế hoạch tiếp theo. Bạn thấy khó chịu với cấp trên vì không tìm được quan điểm chung, nhưng lại không dám nói ra chỉ vì không thích rước bực vào thân. Bạn có chút mâu thuẫn với những người lớn tuổi trong họ hàng vì người ta cứ thích xen vào chuyện riêng tư của bạn. Ngoài ra thì các mối quan hệ xã giao cũng không thuận lợi cho lắm vì không có tiếng nói chung. Hôm nay thì Kim Ngưu không nên cho tiêu tiền linh tinh cho những món đồ lặt vặt vì nó không đáng. Tích tiểu thành đại, hôm nay bạn không thấy được tác dụng của những đồng lẻ nhét heo, nhưng một năm thì bạn sẽ hiểu. Như quý vị có ngày sinh từ 21 tháng 5 cho đến ngày 21 tháng 6 nằm trong cung Song Tử. Song Tử có cái nhìn đa chiều về cuộc sống và các vấn đề đang xảy ra. Bạn nhạy bén trong công việc, tuy nhiên sự nhạy bén này đôi khi có hơi thái quá và làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người xung quanh. Trước khi bắt đầu làm bất cứ chuyện gì, hãy tự hỏi liệu bản thân của mình đã chuẩn bị tốt hay chưa. Đối với những người còn độc thân, được khuyến khích nên chấp nhận lời mời tham gia vào các hoạt động vui chơi, giải trí. Bạn sẽ có cơ hội gặp được định mệnh của mình tại những nơi đông người. Người đã kết hôn nên dành thời gian cho các thành viên trong gia đình hoặc làm sạch ngôi nhà của bạn. Chồng sau này thông minh, nhanh nhẹn khi học hỏi cách làm ăn kiếm tiền của các người đi trước. Tuy nhiên, đôi khi bạn hơi hấp tấp và lắm lời nên sẽ gây ra mất thiện cảm. Nếu muốn cải thiện tài chính, trước tiên nên học cách khiêm tốn. Tiếp theo sẽ là cung Cự Giải cho quý vị sinh từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 22 tháng 7. Cự Giải có một ngày thứ hai tốt đẹp và yên bình, tinh thần cũng được cải thiện đáng kể. Bạn ra quyết định dứt khoát và nhanh nhạy hơn thường ngày nên đồng nghiệp rất chịu khó hợp tác khi bạn nhờ vả họ. Đây là một ngày hài hòa cho việc hợp tác, học hỏi hoặc bàn luận. Chồng sau này nhận được sự ủng hộ và yêu thương từ gia đình để tự tin làm những gì mình muốn. Những bạn còn độc thân thì chưa tính đến chuyện yêu đương, chỉ cần có bạn bè cùng nhau vui vẻ qua ngày là đủ. Bạn đang có dự định chi tiêu số tiền của mình cho rất nhiều việc, do đó nếu học cách phân bổ chi tiêu hợp lý sẽ giúp cho bạn quản lý tài chính tốt hơn. Bước sang cung Sư Tử cho những quý vị sinh từ ngày 23 tháng 7 cho đến ngày 22 tháng 8. Sư Tử có xu hướng suy nghĩ hơi cực đoan và nhạy cảm hơn tất cả các chòm sao khác.
Nếu hôm nay mà cuộc họp hoặc tư vấn cho khách hàng thì quả là khó khăn cho cung hoàng đạo này, vì dễ bị kích động hoặc khó chịu khi phải ngồi liền một chỗ để trao đổi chuyện công việc. Những bạn còn đang đi học thì đang tồn tại rất nhiều suy nghĩ mông lung trong đầu về bài vở và tương lai. Có thể nhận thấy tài chính của bạn đang ở mức sắp báo động, nhu cầu chi tiêu của bạn quá lớn trong khi số tiền thực tế lại có hạn. Do đó hãy cân nhắc chi tiêu một cách hợp lý. Nếu như khó quá thì hãy nhờ sự giúp đỡ từ anh chị em trong gia đình. Tiếp theo quý vị, sinh từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 22 tháng 9 thuộc cung Sử Nữ. Sử Nữ đón nhận những điều mới mẻ đến với cuộc đời mình. Sự lạc quan của bạn sẽ sớm được vũ trụ nhìn thấy và báo đáp lại. Hôm nay nếu như ai đó đề nghị bạn tiếp nhận một nhiệm vụ mới thì hãy mạnh dạn nhận lấy. Chúng tôi thấy bạn là người có đức, có năng lực, hoàn toàn có thể làm tốt. Bạn nên học cách thử thách bản thân trong đầu tuần này, không bị giới hạn bởi chính mình. Nếu đã có nửa kia thì tình cảm của hai bạn đang được bạn bè thúc đẩy một cách hiệu quả. Cả hai đang trong quá trình thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Ngoài ra thì bạn có thể dùng tiền để mua một món quà nho nhỏ tặng cho người thân để vun đắp tình cảm gia đình. Về khía cạnh tài chính của bạn thì sẽ có lợi nhuận tích cực, đặc biệt là các bạn đang buôn bán nhỏ lẻ, các khoản nợ công việc trước đó cũng có thể được trả đúng hạn. Nhưng quý vị sinh từ ngày 23 tháng 9 cho đến ngày 22 tháng 10 nằm trong cung Thiên Bình. Thiên Bình hay bị lo lắng thái quá về mọi chuyện đang diễn ra và nhạy cảm với mọi lời chỉ trích. Bạn đang lo lắng về những gì cấp trên góp ý trong buổi họp. Những người đang đi học thì thấy bài giảng khó tiếp thu, việc học nhóm cũng không giúp ích gì nhiều. Niềm tin hoặc ý tưởng của bạn bè về một cuộc hẹn nào đó có thể khiến cho bạn cảm thấy bất an hoặc là lạc lõng, hoặc nói cách khác là chà xát vào trái tim. Đối với những người đang yêu thì hay hiểu lầm nửa kia vì những việc không đáng. Bạn có thể nhận được một nguồn thu nhỏ từ những khoản đầu tư trước đó và bạn cũng muốn thử sức trong một lĩnh vực mới. Tuy nhiên, chúng ta nên xác định đó chỉ là tạm thời, chứ đừng đầu tư quá lớn, có thể dẫn đến nhiều rủi ro. Tiếp theo sẽ là cung bọ cạp cho quý vị sinh từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 21 tháng 11. Bọ cạp có một ngày bất ổn trong đường tình cảm, đầu tuần ủ rũ và mẫn cảm. Cáp nhi sẽ khó kiềm chế trong các cuộc tranh luận, phản biện. Bạn luôn là người muốn mình thắng cuộc. Có lẽ bạn đang muốn thay đổi công việc của mình, nhưng đây chưa phải là khoảng thời gian phù hợp. Hổ cáp nơi hơi bất an trong các mối quan hệ của mình. Có lẽ bạn đã quá vội vàng, chủ động nhiều quá khiến cho người ấy cảm giác khó chịu. Mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu bạn và người ấy biết lắng nghe nhau hơn. Bạn đang muốn mua sắm khá nhiều thứ cho bản thân. Có những món đồ đang trên đường tới và sắp phải thanh toán, nhưng ví tiền mông lung như trò đùa. Chúng ta đến với cung Nhân Mã cho những quý vị sinh từ ngày 22 tháng 11 cho đến ngày 21 tháng 12. Nhân Mã hay thật cẩn thận khi làm mọi việc hấp tấp sẽ dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Sự khẩu thả trong ngày hôm nay nếu cứ tiếp tục diễn ra thì e rằng cấp trên sẽ phê bình nặng nề. Có lẽ lúc này chúng ta nên tập trung tìm cách giải quyết cho những vấn đề của bản thân, tháo gỡ khó khăn từng chút một. Bạn nên học cách nhường nhịn, ăn nói khéo léo và tôn trọng người khác. Có như vậy thì mới có thể giải tỏa được bầu không khí đầy căng thẳng. Đối với hội độc thân thì chớ nên vội vàng hấp tấp vì cảm nắng nhất thời mà đem lòng yêu một người nào đó. Nên suy nghĩ thấu đáo và cẩn thận trong chuyện hợp tác làm ăn kẻo bị lừa trắng tay. Dù đối tác là người quen hay là người lạ thì cũng nên thẳng thắn với nhau trong mọi thỏa thuận. Và cuối cùng là cung Ma Kết cho quý vị sinh từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 19 tháng 1. Ma Kết là một con người tài ba, truyền cảm hứng đến tất cả mọi người xung quanh cho ngày mới có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Bạn có mong muốn khám phá những lĩnh vực mới để thử sức xem mình làm được đến đâu. Hãy vững tâm đi theo con đường mình đã lựa chọn. Đừng sợ, không thử sao biết mình có làm được hay không. Kết muốn cùng người ấy trò chuyện về những chủ đề mới liên quan đến cả hai người. Với sự yêu thương này nên tình cảm rất đẹp, chẳng bị ảnh hưởng bởi những áp lực trong cuộc sống. Bạn có cái nhìn thực tế, phù hợp với hoàn cảnh và đây chính là cơ hội để bạn mở rộng không gian kiếm tiền. Hãy tin tưởng vào đôi tay của mình, chỉ có bạn mới giúp được ví tiền đầy lên.
Và kính thưa quý vị khán giả, trước khi gửi lời chào tạm biệt, chúng tôi xin gửi đến thông báo. Để bày tỏ lòng tri ân và báo ơn lên Đức Phật, Tông đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại sẽ long trọng cử hành đại lễ Phật đản Chung Phật lịch 2567 vào ngày thứ Bảy ngày 10 tháng 6 năm 2023, và khóa an cư kiết hạn ngắn hạn sẽ được tổ chức từ ngày 12 tháng 6 cho đến ngày 21 tháng 6 tại Chùa Điều Ngự. Và để tạo thuận duyên cho việc tổ chức, chúng tôi xin kính mời quý vị tham dự buổi cơm chay cúng dường Phật đản và khóa an cư sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ Bảy ngày 20 tháng 5 năm 2023 tại Chùa Điều Ngự, địa chỉ 14472 Chestnut Street, thành phố Westminster. Mọi chi tiết để có may một tấm vé đầy ý nghĩa này, xin kính mời quý vị hoan hỷ liên lạc đến với Chùa Điều Ngự tại số phone 714-890-9513 hoặc là đài trình IBC TV ở số phone 714-892-5717. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến với tất cả các cơ sở thương mại đã bảo trợ chương trình tin tức của đài, đặc biệt sự bảo trợ của IBC Home Shopping với chương trình Sale Promotion qua số phone 714-892-5717. Vâng, xin nguồn viên Minh Đăng và Linh Trịnh xin trân trọng kính chào và kính chúc quý vị một ngày cuối tuần vô lượng an lạc.